cứt em nhặt hôm nay rồi, thì bữa nay lại ra một bịch cứt và tả em bé nữa. Than thân trách phận gì, vì đây là em chọn, nhưng mà em cho mọi người coi sự thiếu ý thức. Tại sao tất cả rác thải em cứ nhặt đi thì người ta đem lại đây đổ, và đem đổ cứt ngay chỗ này luôn, cứ vậy á.